Hôm nay lại về thêm cho anh chị một mẫu xe nữa đây anh chị. Thì như anh chị cũng mới thấy, đây là một con xe đến từ thương hiệu của nhà Toyota, Toyota Hilux anh chị. Con xe này thì phải nói rằng là vua của các cái loại vua bền anh chị nha. Nó bền, cực kỳ bền luôn. Ngày xưa ở bên nước ngoài người ta còn thấy người ta lấy cái con xe này người ta đi chiến đấu nữa mà, rớt xuống hầm kéo lên lại nữa. Thì đây là cái con Hilux đời 2013 bản 2.5e số sàn máy dầu một cầu anh chị. Con này ở trên thị trường là không có cái con thứ hai luôn nha anh chị nha, em khẳng định với anh chị điều đó luôn. Và con này thì bên em lấy về khi mà nó đi chỉ có 200.000 cây thôi anh chị, 200.000 cây. Xe thì lên loa JBL, ghế chỉnh điện, ghế da, phim cách nhiệt 3M loại tốt, cũng như là thùng nhập Thái 27 cũ luôn anh chị ha. Đó, con này thời hạn của nó là còn được tới năm 2038 lần cả nhà, pháp lý cá nhân sử dụng. Đó, và xe thì chúng ta có gập gương chỉnh gương, xe thì đi 229.000 cây anh chị, xe chất xe còn cực kỳ đẹp luôn ha. Có bọc trần chống nóng cho cả nhà mình luôn nè, màn hình rồi GPS đồ này nọ luôn. Đó, đầy đủ đồ chơi hết cho anh chị rồi. Màn hình Pioneer luôn ha. Con này thì bên em đã kiểm tra chất lượng xe cho anh chị rồi. Thì tình trạng chất lượng xe là không có đâm đụng, cũng như là máy móc là còn nguyên zin nguyên bản, không bị ngập nước luôn anh chị ha. Con xe này thì hiện tại bên em đang bán chỉ có 300 triệu thôi anh chị ha, 300 triệu. Và xe thì là mang biển số từ Đồng Tháp, và hiện tại thì xe đang ở khu vực Gò Vấp. Rồi nếu như anh chị nào quan tâm tới con Hilux này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số 0923466939 anh chị nha. Em xin phép được đọc số like của em lại một lần nữa là 0923466939 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ. Rất là vui vì anh chị đã xem đến cuối video nha.